Hello, Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hôm nay thì Quang Phạm đến thăm nhà ngoại gần 100 tuổi nha quý cô chú anh chị. Thì mấy bữa nay á ngoại đi bên nhà của cô ba á. Không biết ngoại về chưa thì Quang đến coi Quang thăm coi có ngoại nhà không nha. Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn hãy theo chân Quang Phạm nha. Đến thăm ngoại. Từ xa xa thì Quang đã thấy ngoại đã về rồi kìa. Ngoại đang ở nhà nè. Đây là phía trước nhà của ngoại nha. Chắc này thì cũng chiều rồi đó quý cô chú anh chị. Nên là thời tiết cũng rất là mát nha, mát mẻ lắm. Thì đặc biệt là hôm nay trời cũng không có mưa nha. Thấy ngoại tựa trong nhà xa xa ngoại ra kìa. Ngoại đang làm gì đây? Ngoại đang ra ngồi nè. Nhất này là thời tiết cũng trời cũng còn nắng mà nắng nhẹ thôi nha. Nên cũng ngoại thì cũng ra ngồi cái ghế như mọi khi đó, nực hay gì mà thấy 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 ngoại quạt nè. Con chào ngoại. Con chào ngoại. Gì? Ngoại nghe không? Con chào ngoại. Ngoại nhớ con là ai không? Hả? Mà chưa ai con hả? Nay mệt hả hả ngoại? Nay ngoại đi về bên bên mà cô ba mới mới về đó hả ngoại? Cô bộ mệt quá ngoại, nhớ con là ai không ngoại? Ngoại nhớ con lại không? Nhìn mặt nhớ con không? Con đến mấy bữa nay nè nhớ không? Hôm nay thấy thấy cô bộ ngoại cô bộ ha, mà sức khỏe hơi yếu hơn phía mấy bữa trước đó quý cô chú anh chị. Thì quan đến thì bữa nay thì mấy ông Diệu Hiền với anh Gớt rồi cũng đi nhậu mất tiêu rồi, bỏ ngoại ở nhà ăn mình gì nè. Thấy nhìn ngoại tội nghiệp quá. Thấy ngoại thở nè quý cô chú anh chị à. Tội nghiệp ngoại quá. Cái đó là cái gì ngoại? Cái bịch đó là bịch gì? Thuốc. Thuốc của ngoại ha. Dạ. Bữa nay con thấy ngoại mặc đồ đẹp hơn mấy bữa trước nè ngoại ơi. Mặc đồ đẹp rồi nè. Hôm nay đến thăm ngoại gặp đây là cháu nè. Con cháu của ngoại thấy cũng đi về rồi nè. À, đông vui quá. Nè, thấy con cháu ngoại về cũng đông vui quá nè. Tìm 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 được đại ca về đó hả? Đại ca. Đi đâu nãy giờ hả? Hả? Đi đi ra ngoài chơi. Đi ngoài chơi hả? Ra ngoài chơi con rồi, ơi. Vô đi. Nãy Này có mấy đứa gì à? Vui quá mạnh rất. Ngủ nó tôi về ở đây tối chơi cho vui. Để nặng phụ huynh giờ giặt phơi gì trời.
chưa giặt mà. Cha lỗi xong mà. Tôi lỗi xong cũng chưa chứ. Lỗi xong là đủ lớn đó. Nó nhỏ nữa. Nó nhỏ hả? Đổ vớn được cá không? Đổ lần coi bá có gì cho bá ăn. Cái đó, vụ đó là mà cũng hơi mình ăn cắp người ta đó. Vậy vớn, đổ vớn của ai? Của người ta. Chứ không phải của mình hả? Lỡ người ta gặp rồi sao người ta la không? Nó quýnh mình nữa. Rồi ơi. Rượu đó, uống đi. Rồi mấy đứa nó chăm sóc ổng rồi kìa, thấy không? Bữa em nói xẹp rồi. Xẹp rồi đó hả? Ừ. Bữa em nói với anh là có dịp gặp mấy đứa này gặp được rồi nè. Nhớ không? Ừ. Xẹp rồi. Quần để đâu quần để đâu con ngon. Cái thôi. Mặc luôn ướt bỉnh. Mày bị thâu hồi tao té vô gốc cây này cái tao bị. Em bận quần mới nha, tao mua xuống cho. Tao còn lấy cái giỏng. Ê, cha đợi trong bọc trà bá trong kìa. Thôi tao lấy cái giỏng ở đó tao cho ông ba cái. Không, mẹ con là người nào? Mẹ con là người nào? Ừ? Người nào mẹ con? Mẹ. Chắc mẹ này, đây phải không? Nhìn là giống quá nè. Mẹ gái thứ mấy của em? Gái lớn. Gái lớn nha. Nhỏ lắm. Ừ. Cá ông hoảng mất đó, đừng đâu. Cá ông hoảng mất đó, đừng đâu. Không có rượu của hội vậy. Đâu? Đâu cơm? Cơm? Cá bỏ đâu vậy? Thôi ơi, liền mương cho sống đi, cá nhỏ xíu đâu mà ăn thịt cái gì? Cơm? Thả xuống mương cho nó sống đi. Cơm. Cá thả mương cho nó sống đi. Con cá bị lớn rồi, thả mương cho nó sống đi chứ. Ừ. Trời ơi, lạ trọng. Cơm? Cơm đâu? Ừ, mấy cá bự gì đó bác. Cá này là hầm xả đi. Đúng rồi, anh gớt kiếm cho bà ngoại ăn đó hả? Ừ. Lỗi với không kém luôn nè. Ừ, thôi nhiêu đó hả? Hầm xả cho ngoại được rồi. Rồi có đem cơm về cho gớt ăn nữa đó hả? Mày vui quá rồi. Mày đại gia đình về thăm mà. Chú rồi không có ăn đâu. Ơi, con nằm bao con thấy cái bụng ông sập lét rồi. Ông ngồi ông nhậu với ai á, vui vẻ lắm. Trời ơi, ngày qua nó ốm nhách luôn á. Hôm qua là nó sẹp xuống dữ lắm luôn hả? Ừ, lộn ba sừng luôn mà. Rồi, bữa hổm mà đâu hôm qua em xuống đó đi với anh nói là anh có uống vô là thấy nó xẹp cái bụng rồi đó. Ờ, mà uống rượu vô cái nó hơi tí bự hơn tí. Cái đó là mình tại nước nó vô nhiều lắm ha. Nếu mà mình không có đây ha, là nó phì ra được. Không có rượu rồi cái bụng nó đau không? Có làm rồi. Đau. Đau hả? Đau phì ra gì nè. Ừ. Bỏ đi, hút hoài. Mà không có cái bụng mình thì mà cũng được ha. Ừ. Dày đau cơ không nè. Quay, phổi yếu mà còn hút nữa. Mà đây dày bà dày bà giận. Ủa sao con hay bóp bà? Đến đại nè. Đến đại nhà đó ha. Không, đến đây nè, mình mới gặp ha. Ừ. Hôm qua nói là bữa nay hoặc là mơi là ngoại về. Đúng rồi. Ừ. Ngày qua chú anh hay chú gì đó nói với con ấy. Ừ. Hôm qua mình đi ngoài kia đó nhớ không? Biết rồi. Nói là bà ngoại là đi bên cô ba bữa nay hoặc là mơ về. Ừ. Thì đến đại nè, thăm ngoại nè, thì thấy nhưng ngoại về nè. Không có cũng gặp chú à. Ừ. Không có cũng gặp à. Quen quá rồi ha. Ôi trời, tao nhậu nghe mày. Đâu có, lợi ra tới nhà đang chồng rồi. Nếu không có rượu đi là cái bụng mày ông ơi. Cái nhà mày thấy em lão bận ra. Ừ. Nào giờ muốn nhậu không? Nói ngày nào giờ muốn nhậu không? Giờ mang hết tô cơm này đi con mua rượu về còn một nồi kìa, hầm một nồi luôn kìa. Tối nhậu đã luôn. Ăn hết cơm đi rồi muốn nhậu hồi nhậu. Mà
Ông đừng có sợ. Mày, ông đừng có sợ hết thịt. Con hầm một nồi kìa. Tao biết rồi mà có thằng nào chạy mua không? Mua sẵn bỏ cái xe rồi, giờ ông ăn hết tô cơm đi rồi hồi mồi. Mày đừng dụ tao. Nó là con á. Ừ. Móc ra đi. Gái thứ ba đó ha. Ờ. Ăn đi, đừng bỏ ra chưa. Lấy cái ghế. Nó vậy cha không có rượu cái ăn cỡ đạo bây giờ cái bụng nó càng ngày trong cũng càng ăn thịt không. Ủa ăn ăn không ngon ha. Ừ. Ừ. Ông ấy nhậu về. Mà ngày nào nó cũng có nóng cho mình vậy đó, nó không có phì được. Gì? Lấy cái ghế để ngoài này bắt cho anh này nha. Được rồi đừng 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 khỏi khỏi. Khỏi khỏi. Được rồi ngoại. Cái bò này nếu mà cha mấy ông khoái ăn sò đầu nên mua sò đầu dưới hầm á. Cha mà có rượu thêm hay hay con. Ừ. Biết chừng nào cái bụng này nó mới dám bự lên. Phải dằn lên miếng rượu mới được. Phải có rượu cơ mới được. À, ăn đảo mấy cơm nó đi rồi hồi rồi ấy mày kêu thân hay còn gì chạy mua cho lít đi. Thôi ba nghỉ tán rồi đóng cửa ngủ rồi. Cẩn thận Covid này người ta nghỉ bán ngủ rồi. Giờ ngủ người ta pha còn người ta xịt hết rồi. Cha ăn cái này vô cái bụng nó cũng bự ra nữa buồn què. Ăn no bụng bự nào đói bụng xẹp. Thằng thờ mua cho cha đi. Ăn đi. À, nhậu sáng giờ rồi cũng chưa ăn gì giờ ăn miếng cơm đi rồi nào nhậu nhậu cha à, cha nhậu ăn bằng cái gì để hồi mấy con về đó con. Ông lụm con mắt đó thì cha ông ăn con cho ông hai con mắt heo luôn á chị tao cho mày bốn con mắt luôn ngặt gì mà cho tao lít rượu đi đút cho ông viên đi nè hai con mắt chào bá nè đút cho ông cái đi rồi tao còn thấy đường tao mút à. Ờ, để không mắc con đút nha. Ăn không? Không có bắt ai đút cho người cho cha lít rượu đi. Ăn không đút thì ăn đi. Mấy để chốt đâu mới trời trần trời. Mấy đó mấy anh ghế. Nó dị mua cha lít rượu đi bay. Ăn đi. Ừ, ăn ở đó ba. Đúng rồi, cầm. Đã luôn rồi, bữa nay đã rồi. Đã không có rượu ăn hồi đó cũng phì ra nữa. Tại sao có rượu trao dặn cho nó ốm y ăn gì nè. Ăn đi, ăn đi. Ông ăn đi, ông ăn hết tao đó đi cho ông lít rượu. Ăn đi. Con lấy về giùm cha rồi miếng nóng mắm mày. Quên. Ăn hết đi anh gớt. Hết cho nó no. Lụm hết đó đi. Ăn phải có rượu đồ vừa ăn vừa uống nó mới hết. Chứ tự nhiên ăn nó ăn mà không có rượu không mà không có hết. Thôi thằng quý mất ma nó gì về mấy kìa. Bỏ ra trong không? Trang không? Mặn nha trời nước mắm. Nước mắm mà hút ghê. Cha cũng thèm anh này lắm luôn mà không có rượu chị nó mới được. Rượu chị nó mới được hả? Ừ. Ngồi vậy? Ăn đó mình ăn cho ngon đi rồi nữa mấy đứa nó cho sao quay lại.
Xẹp ha. Xẹp chưa? Thấy xẹp đó. Ừ. Xẹp đó. Bạn còn có năm đó. Ừ. Nếu mà không có rượu đó vô nữa đó làm mà phần nó tăng lên tới 8. Ừ. Nó không biết cái gì ở trong đó. Bữa hổm nó kêu ọt ọt, nhớ nói nhớ không? Ừ. Nắng quá rồi nó ơi. Đi vô chung kia ngồi không? Con ghê cái ghế này vô chung kia ta. Lấy cái ghế cho anh mày ngồi.